Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm trước thì có một số bạn hỏi là làm thế nào để chúng ta giải quyết những cái bài toán về hiệu suất. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là cái phương pháp tam suất. Vậy thế nào là cái phương pháp tam suất? Thì đầu tiên ta sẽ đi tìm hiểu về các cái bước áp dụng cho phương pháp này. Giả sử như ở đây đầu tiên là chúng ta có một phương trình đúng không? Xét cái phản ứng. Nghĩa là A cộng B tạo ra là chất C và chất D. Giả sử hệ số lần lượt là A, B, C, D. Thì đối với bài toán hiệu suất thì thường đề người ta sẽ cho chúng ta là gì nè? Cho biết chúng ta biết hiệu suất đúng không? Cho biết là cái hiệu suất phản ứng. Ở đây cụ thể đó là H thế nào? Đúng không? Cụ thể là H. Và cho biết lượng là cái khối lượng của gì của A hoặc là cái quặng đúng không? Hoặc là thường là người ta cho chúng ta biết cái quặng mà chứa chứa cái A thì giả sử sau khi mà ứng người ta thu được là người ta hỏi là thu được là hỏi là khối lượng của chất C đúng không? Chất C hoặc là nếu người ta không hỏi về lượng thì người ta cũng có thể hỏi về khối lượng thì có thể hỏi về thể tích của chất A cho thể tích của chất A hỏi hỏi thể tích của chất C sinh ra bao nhiêu đó hoặc là ngược lại đúng không hoặc là người ta chỉ cho chúng ta là mở MC yêu cầu đi tìm gì đấy đi tìm là MA bằng bao nhiêu hoặc là cho này chúng ta yêu cầu là chúng ta đi tìm ngược lại là cái VA này bằng bao nhiêu đó thì chúng ta hình dung được cái yêu cầu của đề chưa nhỉ? Tức là người ta cho chúng ta hiệu suất và cho một cái lượng chất tham gia hoặc là yêu cầu tìm cái lượng chất ở vế bên lại và ngược lại hoặc là cho cái lượng chất ở vế bên sản phẩm yêu cầu tìm lượng chất ở cái vế tham gia thì đó chúng ta hiểu ha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có được gì hai cái điều kiện đó là điều kiện thứ nhất đó là dựa vào phương trình đúng không nào? Là chúng ta chừa ra hai dòng dòng thứ hai là dòng đề cho đề bài ra chính là đề cho gì và yêu cầu tính gì giả sử như trong ví dụ này thì giả sử người ta đề cho chúng ta là khối lượng của chất A đúng không hoặc là cái khối lượng của khoảng chữ A thì chúng ta cũng làm tương tự thì yêu cầu đi hỏi là hỏi gì khối lượng của MC bằng bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ đưa vào dòng thứ hai này. Thì bây giờ cái dòng thứ nhất là chúng ta dựa vào phương trình thì ở đây là chúng ta phải biểu diễn cái dòng phương trình này theo cái đại lượng tương đương ở đề bài thì đề bài ở dạng khối lượng thì chúng ta cũng biểu diễn cái số liệu trên phương trình là cũng dạng là vậy khối lượng thì ở đây chúng ta nhìn thấy là phương trình ở đây là các hệ số cân bằng này chính là lệnh số mol như vậy thì số mol sẽ nhân với gì nhỉ nhân m lớn của chất A cái chỗ này là b nhân giả sử như ở đây chúng ta không cần quan tâm b thì chỗ này được biểu diễn là C nhân cho m lớn của chất C đi đó thì cái đại lượng cái ở dòng 1 và dòng 2 nó sẽ tỷ lệ với nhau nhưng mà chú ý do ra là có hiệu suất cho nên cái lượng C sinh ra ra là phải nhân thêm H nữa đúng không còn nếu mà hiệu suất của nó là đạt 100% thì AMA sẽ bằng lại tương ứng với là sinh ra là CMC đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có gì đây quy tắc tam suất ở đây là gì nhỉ chúng ta muốn tìm một cái đại lượng ở cái dòng khuyết thì chúng ta sẽ nhân chéo thiên ngang đúng không nào một là chúng ta sẽ hay là chúng ta có được ở chỗ này là AMA chia cho MA thì nó sẽ bằng là CMC nhân H là chia cho MC và từ đó chúng ta các bạn có thể suy ra được MA rất dễ nhân chéo thôi hay lấy cái này nè A nhân MA nhân cho MC và chia cho C nhân cho MC nhân cho H H là chính là hiệu suất được chưa đó thì đi tìm MA hoặc có thể là vậy nếu người ta cho cho MA rồi đi tìm MC thì MC có thể rút ra là bằng gì nhỉ thì bằng MA nhân cho C nhân cho MC nhân cho H và chia cho gì nhỉ chia cho A nhân cho M
Thì đó là cái cách mà chúng ta đi đó. Nhưng mà chú ý là gì nè, chúng ta phải nhớ là có hiệu suất là chúng ta luôn luôn là nhân, nhân ở dòng phương trình với hát nha. Nếu mà chúng ta không nhân vào là sẽ dễ bị sai, vì đây là có hiệu suất cho nên là cái phản ứng của nó là phải theo cái hệ số hiệu suất, được chưa? Vậy thì nếu ta có được hai dòng này chúng ta chỉ nhân chéo khi ngang, còn không chúng ta biểu diễn thế này là tỷ lệ thôi nha. Thì đó là cái nội dung về các cái bước giải cho nè. Hoặc đôi khi người ta không cho cái gì khối lượng, nhưng mà người ta ngay chỗ này người ta sẽ cho thể tích, thì các bạn cũng làm tương tương tự thôi. Ví dụ giả sử chỗ này người ta không hỏi là hỏi về khối lượng mà người ta hỏi về số mol thể tích, thì các bạn cũng làm tương tự thôi nha. Giả sử ngay chỗ này đi, thì giả sử người ta đề người ta không hỏi là khối lượng mà người ta hỏi là thể tích của chất A đi, cho ra là thể tích của chất C đi, hỏi ví dụ như thế, thì trên dòng phương trình này nói rồi là chúng ta cũng phải biểu diễn tương đương theo. Thì ngay chỗ này là cứ nhớ thể tích thì lót số mol nhân với cái V0, đúng không? Cái V0 này là tùy điều kiện, nếu như điều kiện chuẩn là 24,79, nếu điều kiện tiêu chuẩn trước đây thì là 22,4, ngay chỗ này là C nhân cho V0. Nhưng mà chú ý ngay chỗ này các bạn phải nhân thêm thêm H vào, bắt buộc chúng ta nhân thêm H vào đối với bài toán là có hiệu suất, nhớ nha. Như vậy thì từ đây thì các bạn có thể rút ra được không nào? Quy tắc tam xúc nhân chéo, nhưng mà muốn tìm MC thì các bạn lấy tích chéo còn lại này. VC chính là bằng VA nhân cho C nhân cho V0 nhân cho H và chia cho A để V0. Nếu cái chỗ này các bạn bỏ V đi thì chỗ này chính là số 1 thì cũng vẫn bình thường, thì các bạn để thể tích vô vẫn không sao đó. Và đây chính là cái bài toán về nhân chia ra cho nào đó, thì đó là liên quan đến về hiệu suất, về cái cách tính về liệu có cái hiệu suất. Rồi thì bây giờ để chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ đi qua một số cái công thức mà chúng ta cần nhớ, đó là cái công thức về gì hiệu suất phản ứng, đúng không nào? Cách tính hiệu suất phản ứng thì đối với hiệu suất phản ứng nó chỉ có hai trường hợp, đó là tính theo gì đấy, theo chất tham gia, và thứ hai là theo gì đấy, theo chất sản phẩm, nhớ nha. Và đối với hiệu suất thì luôn nhỏ hơn 100, cho nên ở đây chúng ta luôn lấy số nhỏ và chúng ta chia cho số lớn, bắt buộc là như vậy, và cái giá trị của nó chắc chắn là sẽ lớn hơn không và nhỏ hơn 1. Đó là về cái giá trị hiệu suất hát, được chưa nào? Đó, thì đối với chất tham gia thì các bạn nhớ là cái F này thì nó chính là bằng lượng, lượng đây là lượng phản ứng chia cho lượng như ban đầu, lượng đây có thể là gì, số mol, nhớ lượng đây là gì nè, có thể là khối lượng này, thể tích này, hay là mol, vân vân. Còn theo chất tham gia thì F ở đây chính là bằng gì nhỉ, lượng thực tế thu được và chia cho lượng gì đấy, lượng lý thuyết. Như vậy ở đây chúng ta chú ý thì thường đề chính là, đây là chính là đề cho này, đối với chất tham gia đây là lượng ban đầu, đề cho lượng ban đầu, còn lượng mà trên đề nó ghi bên sản phẩm này thì chính là lượng thực tế, nhớ nha. Đó, cái thứ hai nữa thì thông thường người ta hỏi cái mô khoảng thì giả sử chúng ta biết rằng cái khoảng chúng ta đây là chỉ có cái chất mà chúng ta đi cần vậy đi, cái tinh chất, đúng không, mà cần lói nó và cái tạp. Và ví dụ như thì cái tinh chất này là chiếm cái tổ tinh khiết là A% chẳng hạn, đúng không, thì tạp còn lại là 100 trừ 2%, thì chúng ta nhớ là cái M tinh chất ở đây thì nó bằng M khoảng, và ta nhân với là gì, nhân với cái độ tinh khiết là A thế nào. Thì các bạn nhớ các công thức này để chúng ta, người ta hỏi cái khối lượng khoảng thì chúng ta làm nhé. Còn ngược lại thì chúng ta chỉ sao nè,
Đấy, còn không thì các bạn nhớ cái sơ đồ này. Đó, giữa cái khối lượng tinh chất, cái khối lượng quản lý các bạn nhớ là nhân lên trên cái độ tinh khiết. À, từ muốn tìm khối lượng tinh chất thì từ cái mô quản này suy ra mô tinh chất thì ta sẽ nhân nhân cho A, còn ngược lại là gì, chia cho A, được chưa nào? Đó thì theo cái sơ đồ như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thì phải một số cái ví dụ nha. Đầu tiên là cái ví dụ một, đó là người ta cho cái quặng oxit này là nó chứa cái hàm lượng nó là gì, Al2O3 là 50%, nó còn lại chính là tạp, tạp đúng không, tạp là 50%. Đó, từ cái quặng này người ta sẽ đi gì, đi sản xuất nhôm để tạo ra nhôm. Như vậy thì yêu cầu để tạo ra là 2 cái tấn nhôm. Đó, với cái hiệu suất phản ứng ra là H đây là bằng bao nhiêu, 90%. Đó thì bây giờ hỏi là cần bao nhiêu là khoảng đúng không, bao nhiêu tấn tôi để tạo ra 2 tấn nhôm này, thì chúng ta giải quyết bài toán này như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta phải biết được là cái phương trình sản xuất nhôm theo cái quặng này thì đúng không, nó là nhôm oxit bị gì đấy, bị điện phân nóng chảy tạo ra là nhôm và O oxy theo phương trình này, có xúc tác là cryo olic. Như vậy theo cái phương pháp này chúng ta học thì đầu tiên chúng ta cũng biểu diễn ra 2 dòng. À, dòng thứ nhất là chúng ta điền các thông tin về cho, thì đây là chúng ta chỉ điền là người ta hỏi là 2 tấn nhôm, nhưng mà điền chỗ này là 2 tấn đúng không nào. Rồi đây là đề này, rồi đề người ta hỏi là hỏi hỏi liên quan đến tấn quặng thì nghĩa là liên quan đến thằng Al23 này, thì chúng ta để đặt là chưa biết, để đặt là x đi. Đó thì ở dòng phương trình ở đây là chúng ta sẽ có là gì nè, chúng ta cũng biểu diễn theo dạng khối lượng thì lõi số mol chính là hệ số là 2 nhân 112, thì tương ứng bên này là 4 này nhân với 27, nhưng mà đây là có hiệu suất không, có, cho nên các bạn phải nhân thêm hiệu suất bên này nữa do bởi vì cứ 2 môn này thì tạo ra 4 môn này đó. Nhưng mà vì giờ vừa có hiệu suất cho nên là 2 môn này sẽ không tạo ra được 4 đâu, mà sẽ nhân thêm một cái hệ số nhỏ hơn 1 nữa, chính là hiệu suất, do hiệu suất này là nhỏ hơn 1 đó. Cho nên thì chúng ta sẽ áp dụng theo quy tắc hồi nãy thì chúng ta sẽ có được gì nhỉ, theo quy tắc tam suất thì chúng ta sẽ có được điều gì đấy là m của Al2O3 đúng không, chính là x, là bằng gì, chúng ta nhân chéo thôi, là chúng ta lấy tích chéo còn lại là 2 nhân 112, đây lấy cái tích chéo này chia ngang đúng không, tức là chia cho 4 nhân 27 nhân cho h, h đây chính là hiệu suất là bằng bao nhiêu, là 90%, tức là chúng ta chuyển qua phân số tập phân là 0,9. Chờ thì kết quả chúng ta sẽ được là bao nhiêu? Chúng ta tính giúp thầy là bao nhiêu nhỉ? 2 nhân cho 112 nhân cho 2. Và dưới này ta chia cho là 4 nhân 27 nhân cho 0,9. Thì nó ra là 4,1997 tấn. Nhưng ở đây người ta là cái gì? Khối lượng của nhôm oxit, nhưng mà người ta hỏi là hỏi gì đấy, hỏi khối lượng quặng R, thì chúng ta biết là cái quặng này là chỉ có 50% là tạp chất, như vậy thì cái khối lượng quặng nó phải là gì, 100% phải gấp đôi không nào, chúng ta chỉ nhân cái trảo lên, từ đó các bạn suy ra là cái m của cái bô xích là nó phải gì, bằng gì, bằng m của cái oxit này ta nhân với nghịch đảo của cái độ tinh khiết là 50%, thì nó sẽ ra là các bạn nhân 2 lên nữa là 8,395.
Cương vị ra chính là gì? Là 8 đúng chưa nào? Đó, thì đó chính là kết quả của cái bài toán nhé. Như vậy các bạn chỉ sử dụng hai dòng là xong. Được chưa nào? Chỗ này cũng là 8 luôn. Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến cái ví dụ thứ hai. Như vậy thì để tạo ra 1 tấn gan với hàm lượng sắt 95% thì các bạn nhớ cái gan chúng ta là một cái hộp kim đúng không? Nó chủ yếu là sắt và carbon. Ngoài ra một số khác nữa. Thì trong đó thì chúng ta biết rằng là sắt là 95% rồi. Như vậy thì để tạo ra cái gan này thì mục đích là người ta sẽ đi từ cái khoảng gì đây? Đi từ cái khoảng là magnetic. Đúng không? Như vậy thì cái đầu vào của chúng ta là cái khoảng này. Nguyên liệu chúng ta chính là cái khoảng này. Khoảng magnetic này thì nó có oxy, đó là Fe3O4 thành phần là chính này. Đó thì bây giờ thì sản xuất thì với cái hiệu suất ra là bao nhiêu? Là 80%. Và anh này là cái hàm lượng này là 95% của khoảng thôi. Đó. Bây giờ để hỏi là để tạo ra 1 tấn gan đúng không? 1 tấn gan. Đấy. Và có lẫn là 40% cái khoảng này là 45%. Xin lỗi là 40% chứ không phải là 95. Rồi làm sao thì đầu tiên là các bạn phải biết được là cái phương trình điều chế gan đúng không? Thì từ cái khoảng này học rồi đúng không? Chúng ta mới học cái bài sản xuất gan thép thì cái Fe3O4 này thì tác dụng với gì? CO sẽ tạo ra là sắt mà bị khử hết thành gì? Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ điền vào đây, người ta hỏi gì nè? Người ta cho chúng ta là cái khối lượng của gan, và thì cho biết được cái phần trăm rồi, từ đây các bạn dễ dàng các bạn tính được là gì? Áp dụng công thức này thì cái ms này sẽ bằng là m gan thì nhân với gì? Nhân với là 0,95 là bằng gì? 0,95 tấn. Ở đây thì các bạn phải xử lý này. Người ta cho khối lượng gan thì các bạn phải tính được cái khối lượng sắt là thực ra chỉ có 0,95 tấn thôi. Và ngay chỗ này các bạn điền là 0,95 vì là tấn đúng chưa nào? Bây giờ người ta hỏi là hỏi liên quan là gì? Bao nhiêu tấn quặng thì nó liên quan đến này này, chúng ta sẽ đặt là x đúng không? Tìm x xong chúng ta sẽ quay và tìm được cái khối lượng của quặng thôi. Thì ở trên cái dòng trên là cái dòng phương trình thì chỗ này là 232 thì tạo ra ngay chỗ này là 4 nha. 4 nhân cho 56 và các bạn nhớ là nhân thêm h bên này nữa. Được chưa? Như vậy thì các bạn theo quy tắc tam suất thì các bạn sẽ rút ra được x chúng ta sẽ bằng gì nhỉ? 232 nhân cho 0,95 chia cho 4 nhân cho 56 và nhân cho h là 0,9 đúng không? À, xin lỗi là 8 chứ 0,8 chứ 80% là 0,8. Được chưa? Rồi các bạn bấm máy ra gọi là bao nhiêu? Hai ba hai nhân 0,95 4 nhân 56 nhân cho 0,8 thì nó ra là 1,223 tấn. Thì đó là mới tính được là cái khối lượng của Fe3O4 thôi. Như vậy thì các bạn suy ra được là gì nhỉ? Cái khối lượng của Fe3O4 ở đây, một khoảng ở đây là sẽ bằng nghịch đảo này, là sẽ bằng là m của Fe3O4 mà các bạn nhân thêm gì 100 thì chia cho 40 đúng không? Đó. Là bằng 1,23 nhân 100 chia 40. Thì kết quả chúng ta là 3,05. Đơn vị là tổng. Được chưa? 3,05 là tổng. Đó, chính là cái đáp số của bài toán.
Rồi tương tự như vậy thì đối với ba thì chúng ta cũng cũng áp dụng bình thường thôi đúng không nào? Ngay chỗ này là viết nhanh thôi, Fe3O4 cộng cho 4CO này tạo thành là 4Fe và cộng cho CO2, xin lỗi là 3. Ngay chỗ này là tính nhầm chúng ta, chỗ này là nhầm rồi. Ngay chỗ này chúng ta phải sửa là thành là 3 chứ không phải là này. Nha, sorry các bạn nha, phải là 3 chứ. 3 nhân cho 56 nha. Thì các bạn tính lại chỗ này cho thầy. Được chưa? Đó. Chúng ta sẽ nhiệt độ lên này. Như vậy thì ngay chỗ này chúng ta biểu diễn nhanh thôi thì 100 tấn quặng thì để lượng gan cho biết hàm lượng trong khoảng là 80% thì đầu tiên các bạn tính được là cái m của như là Fe3O4 này là bằng bao nhiêu nè, 100 nhân cho 0,8 80, như vậy các bạn điền cho nên là 80. Và để lượng gan như vậy thì cho biết hàm lượng Fe3O4 và hiệu suất phản ứng là 93%. Thì bây giờ thì chỗ này ta chưa biết thì tính khối lượng gan thu được, thì bây giờ ta đặt chỗ này là gan thì liên quan đến sắt này, như vậy chúng ta đặt chỗ này là x, như vậy chúng ta chỉ áp dụng chỗ này là 232 và chỗ này là 3 nhân cho 56 và nhân cho h, như vậy thì các bạn dễ dàng tính được x không nè, x đây các bạn nhân chéo thôi. Chia cho 232, các bạn bấm máy ra chúng ta gọi là bao nhiêu, 80 nhân cho 3 nhân cho 56 nhân cho 0.93 chia 232 thì nó ra là 53,8,5 đúng không, 8,6 gì đó đó. Thì cái này là mới khối lượng của gì, của sắt thôi, bây giờ chúng ta suy ra là cái khối lượng của gan đúng không nào? Gan là chiếm gì? Sắt chỉ chiếm 95% thôi, chứ bây giờ nó gan sẽ là 100 phần, cho nên ngay chỗ này nhấn đảo lên. Sẽ là m của Fe nhân cho 100 chia cho 93. Xin lỗi là xin lỗi là ngay chỗ này là 93 mà. Ngay chỗ này là 95 nhầm. 95 nha. Là bằng 53 cái 8,6 các bạn nhân cho 100 là chỉ cho 95. Kết quả là bao nhiêu? Là 56,71 gram. Là tấm đó, đó chính là cái đáp số của bài toán đó. Thì ở trên đây chỉ có chỗ này sai số cho nên là 3 nhưng mà là 4 nha, này tính nhầm rồi chưa, thì các bạn sửa lại nha, cho nên là 3 rồi. Thì đó là toàn bộ cái một bài cái bài toán mà trong cái phần về tính toán hiệu suất thì các bạn cần quan tâm. Thì xin tạm biệt các bạn nhé, thì chúng ta sẽ gặp lại trong cái các cái video tiếp theo.